Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. iPad 110 lột xác xương xương nhưng tốn cả trăm triệu của người chủ. Phải nói thật sự lâu rồi mình mới bắt gặp được một bản đồ bởi cái chiếc iPad 110. Mẫu xe gần như là chúa tể tay ga ngày xưa đã bị thay thế bởi những người đàn em thời mới sau này. Nhưng đó vẫn còn có những cái bản đồ cực kỳ khủng về em ấy. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng bản đồ dưới đây. Về màu sắc, cái dàn chiếc dàn áo của con xe hôm nay được phối một cái gam màu của iPad Thái lừng danh một thời. Phải nói khi vừa được ra mắt, cái chiếc iPad 110 hôm nay, cái bản nhập từ Thái nó đỉnh điểm lên tới cả trăm triệu là một điều hết sức bình thường. Phần tay giác phía sau mảnh ghép tuy nhỏ nhưng người chủ cũng rất tỉ mỉ được ốp carbon bờ để tăng thêm cái tính thẩm mỹ con xe. Phần yên cũng được tạo hình góc cạnh và bọc bên ngoài một cái lớp da màu đen với những cái đường chỉ trắng tinh tế. Chúng ta thấy bờ cổ đồng hồ đã được làm lại hiện đại hơn. Người độ đã từ bỏ đồng hồ sim thay bằng đồng hồ dạng full HD, những cái kiểu đồ chơi hiện đại ngày nay. Đi kèm đó là nhiều hiệu năng tăng thêm cái tính đo đạc so với đồng hồ sim. Để bắt được vào cái chiếc iPad 110 hay bất cứ một cái mẫu xe nào thì chúng ta phải chế nhựa lại cái phần bờ cổ, câu lại dây điện theo từng dòng xe khác nhau. Tiếp đến phía trước, ở đây chúng ta thấy được cây tay thắng dầu của Range Rover Corsa. Phiên bản được nhiều anh em tận dụng bởi vì kiểu dáng nó đẹp, ẩn chứa nhiều năng phụ. Song song cùng với đó là người chủ cần mình thêm cái ốc xả gió, đồ chơi và một cái bộ remote tiếp em để tăng chỉnh cái biên độ thay thắng từ xa. Bên cạnh là cụm ga Domino vàng. Tiếp đến ta thấy được cái tay của tiếp em, một sản phẩm đứng tại Ý với kiểu dáng nó gọn gàng dành cho cái dòng xe đầu bếp. Không cần phải cắt khóa giả quá nhiều nhưng ở phía trên chúng ta đã nói. Tiếp cái dàn chân trước, ta thấy cái sự giá trị từ cái con hàng của Range Rover hay biết nó xứng. Mức giá thị trường đó khoảng là gần 10 triệu, được cố định linh phục thông qua phần phát CNC, kết hợp cùng với phần đĩa kiểu của Range mang kích thước là 220. Nhiều họa tiết trên xe được biến tấu chất liệu Titan như phần chân chấm, càng thắng sao, dây cắt nước, phần cobo, tất cả được phối với nhau để tạo cái điểm nhấn thêm chút chất lượng. Còn hơi thở là cái bục 4 Ross thần thánh, đem được thức âm thanh quy lực hơn con xe ở tốc độ cao. Cái kiểu này được cho là khá tinh tế, đơn giản, phù hợp với phần dáng của những dòng tay ga như từ AB đến Wiro, cả SH. Chèn chân được bao phủ bởi nhiều ốc kỳ năm xanh tím nổi bật, đi cùng với cặp bánh nhìn nhôm là Excel làm tăng cái độ thể thao con xe, cho mặt tổng thể nó trở nên nhẹ nhàng hơn. Xong điều đó, chúng ta còn thấy thêm cái phục ni trên L3. Cái dòng phục này có tính 4 chế độ tăng chỉnh, thoải mái cho người chủ tha hồ để kiểm soát cái lực nhúng của phục. Quinix dọn chuyển chất chơi đi cùng một vài món đồ chơi chất lượng. Cái chiếc Quinix dọn chuyển hôm nay nó lạ hoàn hảo hơn đến từ một quan tên Vĩ. Anh ta đã bỏ một khoản tiền lớn để nâng cấp lại toàn bộ chiều mặt bên ngoài theo hướng đi kiểm nhẹ nhàng dạo phố cà phê. Cái bao tay ở bên cái tay ga, một cái phần nho nhỏ nhưng cực kỳ khủng. Chúng ta thấy được tay thắng của Rainbow Acid bình dầu cùng với phần nắp CNC cũng khá nổi bật, cho khả năng kiểm soát phanh được tốt hơn, giá thành ở đó cũng khá dễ chịu. Cái cụm ga sản phẩm là 20 ga của Domino, kép cút ngắn hành trình để con chiến mã đề bay nhanh hơn, tạo thành một cặp cân xứng với tay thắng là tay con của Acosta, cho cái thiết bút con im ái nhẹ nhàng hoàn hảo nhất để tạo điểm nhấn cảm giác cho người dùng, tạo cái sự linh hoạt. Còn dàn chân trước, cái sự kết hợp heo dầu của Rainbow lục lớn hai bên xứng đi cùng đĩa cover sợi dầu heo cùng lọc ốc khi nằm tô điểm xung quanh. Phần đĩa được sản xuất dành cho Quinix nên không có gì phải đáng nói. Riêng phần heo chỉ phải làm lại phát CNC thì mới bắt vào được cái phục trước. Còn dây chân sau, một con heo của Rainbow lục lớn được tinh chỉnh làm cái phát xe ngược lên trên cũng khá đẹp. Chi tiết phát nhôm nhuộm màu đồng cho nó lạ mắt hơn. Đây là tông màu đang hot hiện nay. Đĩa của cover sau là 220, đảm bảo ăn hết được mặt bố cho con xe có lực phanh mạnh nhất. Riêng cái phục sau là phục Race Boy bình dầu rời, khả năng đàn hồi im ái nhẹ nhàng, đồng thời tăng cái sự sang chảnh được đảm cho bất cứ cái mẫu xe nào sau cái mẫu phục này. Cho phiên bản phục này là cái cam màu lò xo vàng vừa cập bến Việt Nam cũng đang hot hiện nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like, subscribe.